tại lễ trao giải Seoul International Drama Award lần thứ 14 diễn ra ở Hàn Quốc, hai khách mời đến từ Việt Nam là diễn viên, nhà phát hành phim Trương Ngọc Ánh và diễn viên trẻ Anh Dũng đã cùng hiện ra trên thảm đỏ. Ngoài khoa khéo được vẻ trẻ trung, quyến rũ, Trương Ngọc Ánh còn bộc lộ sự thân thiện khi giao lưu bằng tiếng Anh, chụp hình kỷ niệm với các đồng nghiệp và giới truyền thông nước bạn. Tại hoạt động chính của lễ trao giải phim ảnh tầm thường niên này, Trương Ngọc Ánh đã được xướng tên trong hạng mục ngôi sao châu Á. Giải thưởng đã ghi nhận những đóng góp tích cực của Trương Ngọc Ánh trong lĩnh vực phim ảnh trong nước, quốc tế. Trong khoảnh khắc lên sân khấu nhận giải thưởng đầy vinh dự, nữ nghệ sĩ đa tài không giấu được sự xúc động, hạnh phúc. Trước đó, bộ phim Án Luận Hà Đông do Trương Ngọc Ánh đảm nhận vai nữ chính từng nhận giải thưởng lớn tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2006. Năm 2014, bộ phim Hương Ga do Trương Ngọc Ánh bắt giữ vai trò nhà phát hành, nữ chính cũng gây tiếng vang khi ra rạp và liên tiếp chiếm được những giải thưởng cực khôi khi đi tranh tài ở các liên hoan phim quốc tế. Trong năm 2019, Trương Ngọc Ánh kế tiếp gây để ý khi sinh ra trong dự án phim Ác Đất Sân và diễn xuất thông thường với ngôi sao hành động cốt Askin Anh Chí Kiệt. Ngay sau khi trở về từ Hàn Quốc, Trương Ngọc Ánh sẽ cầm tay với đạo diễn Cường Ngô Cát Tinh dàn diễn viên cho Hương Ga 2.